Hôm nay, các lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh đã xử lý việc cầu tạm Long Bình 1 ở thành phố Trà Vinh đang thử tải thì bị sập. Cầu tạm Long Bình 1 nối phường 4 và phường 5 bị sập vào sáng cùng ngày khi đơn vị thi công dùng 2 xe tải để thử tải. Vụ sập cầu không gây thiệt hại về người. Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh cho biết địa phương đã có thông báo về việc tạm dừng lưu thông qua cầu Long Bình 1. Cầu tạm Long Bình 1 được thi công vào ngày 13 tháng 6. Cầu làm bằng sắt được thi công để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu Long Bình 1. Cầu tạm này được thiết kế dùng cho người đi bộ, xe thô sơ và xe hai bánh. Sáng ngày hôm nay, đơn vị thi công dùng 2 xe tải, mỗi xe 5 tấn để thử tải thì xảy ra sự cố như trên. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.